À vô cười, nhìn thấy anh Quyết làm ấy. Bây giờ là Quyết với Quỳnh đang ở nhà bà của Isabel nha mọi người. Xin chào mọi người nha. Bác sĩ Quỳnh đang kê đơn cho một em bé. Xin chào. Em bé đấy là ai đấy Isabel? Con nhà của chú. Con nhà hàng xóm à? Của chú sống ở đây. À thế à? Đây là hàng xóm. Vizinho. Não vizinho, tio. Tio à? À. Sim. Chú. Ừ. Là hàng xóm nhưng mà lại là chú luôn. Ừ. Thì chú bảo là chú thôi. Em bé mới sinh, em này được mấy tháng? Em bé này được 1 tháng. Được 1 tháng à? Vâng, vừa qua 1 tháng. Đang ốm, bác sĩ Quỳnh đang kê đơn. Trời kia thì cơn sắp sửa mưa nhá. Isabel thì rất là khỏe và xinh gái rồi. Và đây là Bet Bel. Xin chào. Abi. Romania. Và Betty. Xin chào. Đấy, xin chào. Bây giờ anh sẽ test, tiếp tục test thử đội trẻ con này. Isabel ơi, em sẽ giải thích cho mẹ của bé anh chị. Isabel ơi, nhỏ mắt anh. Isabel ơi. Isabel ơi. Bây giờ. Chị Quỳnh ơi. Đây, Quỳnh với Isabel đang giải thích đơn thuốc cho bạn đi mua thuốc có nệ giỏ nhỏ mắt cho bé. Có mu? On tay anh Quyết procurabeti. Isovania mai petita occupado anh Quyết passando quilombo. Muito tempo. No grupo, sabe sim, como tá? No grupo, lugar? Sim. Tá bom, me deixa sair. Hôm qua. Era no quilombo, né? Sim. Cuyo? Tá bom, anh Quyết thì Quỳnh passar ali sempre. Sim. Já. Depois vamos para Vila. Hoje não, pode ser terça ou depois? Segunda, terça, para ir para a escola. De tarde. Tipo essa hora. Sim, tipo essa hora. Agora, a gente faz teste. Prova só. Sim. Bây giờ anh Quyết sẽ... Não, mas agora ainda, só prova só. Sério? Anh Quyết pergunta a Betty, já? 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Ok. Não. Abi, anh Quyết pergunta... 6 nhân 6. Não. Sim. Arita quer ser? 51. Não. 6x6. Agora, 6 vezes 1, quanto? 6. 6 vezes 2? 12. 6 vezes 3? 12 mais 12. Giovania, 8 vezes 8? 64. Daí, tá bem. 9 vezes 9? 81. 9 vezes 10? 90. Tá bom. Đấy, Giovania, cuối cùng bây giờ Giovania là nhanh nhất. Vâng. Arita quer ser. Giovania tá fazendo o quê? Muamba. Pizza muamba, né? Mostra o dente. Đấy, mọi người để ý này, ở đây này. Các bạn ấy rất là hay đưa trẻ con tung lên cao thế. Thế xong là ngã vào viện. Nhưng mà nói các bạn không để ý.
criança não não deixa mais baixo lá em cima. Ele caiu, vai vai fracturar tudo, vai vai ao hospital muito. Já tem. Não fazer isso. Sim. Ở bệnh viện ấy anh chị gặp rất là nhiều là trẻ con là kiểu như thế xong là ngã xuống gãy chân gãy tay ấy. Gãy rất là nhiều. Cho nên là không ấy đâu. No hospital tem muitas crianças que les levam lá ou tem muitas crianças lá que Isabel đang giải thích cho bạn ấy là không không làm thế với trẻ con. Còn đang nói dở Jovania đang giãn lạc. Cái gọi là mua bà đấy. Đây này. Cái nạc này bà của Isabel đang bóc. Nhưng mà cái nạc này hơi cũ rồi. Nạc này cũ mà bà không tiết kiệm. Bà cấu tê đây đi. Cũ nên 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 mầm một chút rồi. Ela entende o que você vai perguntar. Đây, đây là đại ca chơi đua xe bằng bánh xe. Em sẽ jogar como? Hmm? Você não sabe jogar? Đây mua ăn bà đây. Pizza cô mũi. Pergunta. Cái này hay nấu với thịt gà đúng không Isabel? Isabel ơi, cái mua ăn bà này này. Cái lạc giã này chỉ nấu mấy món thịt gà thôi à? Nấu nấu được mấy món gì nữa? Cái này không phải để thịt gà. Quả thịt gà là người ta làm loại. À, thịt gà là phải rang trước à? Vâng, rang trước. À, phải rang trước thế xong giã. Cái này của Kizaka. À, cái này nấu với lá sắn à? Vâng. Tức là nấu với lá sắn thì là giã trước, xong là bỏ vào nấu. Vâng, làm cái này trước. Ừ. Sau đồ nấu. Còn nấu với thịt gà là phải rang lạc lên trước thế xong giã, xong bỏ vào nấu. Vâng. À. Còn thịt gà người ta rang sau đồ làm như thế này. Anh hiểu rồi. Ừ, cái này là nấu với lá sắn của nhà. Giã trước xong nấu với lá sắn. Còn nấu với thịt gà thì lại là rang trước giã xong nấu với lá sắn. Não tô a dizer coisa. Ari có vẻ đang buồn lắm. Ari với Bel có vẻ buồn. Không thuộc bài có vẻ buồn lắm. Lúc nào gặp anh Quyết chị Quỳnh là đều bị hỏi bài mà không thuộc là đang buồn đấy. Ari lúc đấy gặp Ari, Ari bảo là suốt cả buổi tối hôm qua là em học ấy. Ừ. Nhưng mà đến bây giờ thì quên rồi. Lúc nãy mà anh qua nhà ấy gặp Ari, anh hỏi là Ari học cái nào, bảo Ari suốt cả buổi tối hôm qua Ari học bài, học bằng kiểu trương. Nhưng mà đến bây giờ thì quên mất rồi. Buồn, Ari buồn mọi người ạ. Buồn, anh quên kiểm tra không thuộc, buồn. Thôi buồn thế là tốt, biết buồn là tốt. Thôi được rồi, không nhắc đến nữa. Nhắc đến là buồn. Nhưng mà biết buồn là được rồi. Thôi được rồi, kết thúc video đi. Xin chào đi Quỳnh nào. Xin chào mọi người. Ok. Jovania. Chào mọi người nào. Xin chào mọi người. Ok, Jovania xinh gái. Xinh gái. Jovania xinh gái. Xinh gái. Jovania. Jovania xinh gái. Xinh gái, xinh gái, bonita. Já quer ser? Não. Jovania xinh gái. Jovania xinh gái. Ari. Ra chào, chào Pessoa, chào mọi người Việt Nam nhá. Xin chào mọi người nhá, Ari phải cố gắng nhé. Tenta Studa. Ok, Bell. Bell xin chào. Bell chào mọi người đi. Tá triste também. Tá falando contigo. Xin chào. Betty. Xin chào. Xin chào. Niu. Xin chào. Xin chào. Hello Neil. Abo. Abo, xin chào. Abo. Abo không biết. Abo không biết là đang quay đâu. Abo đang không biết gì luôn. Xin chào. Xin chào. Anh Quyết đẹp trai. Xin anh Quyết đẹp trai, mẹ mu Anthony Sơn. Xin chào. Xin
chào. Anh Quân ơi. Ê, trời à, sắp mưa rồi nhưng vẫn còn nắng mọi người ạ. Hôm nay ở địa điểm khác chứ không ở trong xóm nữa, mà là ở vị trí chỗ nhà bà Isabel, bên kia là nhà thờ kìa. Nhà thờ mọi người ạ. Dạ, còn kia là trường học của nhà thờ đấy, trường học mà trước mình có quay rồi đấy, ngay ở ở chỗ này là trong thành phố luôn đấy mọi người ạ, mà nhà cửa mọi người trông đấy, đường xá đây này. À vô cười, nhìn thấy anh Quyết làm ấy. À vô, pa la xin chào. Chào. Ela foi chao. A não consegue falar. Não, ela consegue. A vó fala então, quero ouvir. Foi chao mesmo, tipo detalhe de espinho. Ah, tchau. Assim. É abreviar, tipo sim, tchau. Bà của Isabel cảm thấy rất là vui khi mà nhìn thấy một người nước ngoài mà đang dã đồ của đang dã đồ của họ nhá. Xin chào. Ah, sim, tchau. Ok, já aprendi. Ok, fala bem. Tchau. Fala dessa bola aí. Foi nhỏ thế anh? Phải dã na thế này. Cái này dã kiểu mình nấu mướp ấy. Vâng. À, nấu canh mướp. À, hôm sau nấu canh mướp cho người ăn. Cái nạc này, canh mướp này. Nạc dã nấu canh mướp này. Vâng. Món đấy ăn mát. Nhưng mà bé cái này đã rang lên chưa anh? Bé xinh gái. Anh Quyết đẹp trai. Bé xinh gái. Bé đang ngạt mũi từ hôm đấy. Cái này đã rang lên chưa hả Isabel? Chưa. Ơ này anh bảo bé rang đời sống à? Anh Quyết đẹp trai. Anh Quyết đẹp trai. Em không để ý lúc vừa nãy. Anh Quyết đẹp trai. Bé xinh gái. Bà nhìn thấy anh Quyết làm bà cười tươi lắm. Răng trắng tinh luôn. Sim, para não se pegar, para não ficar assim. Não, já tá bom. Đấy, cuối cùng mình dã còn siêu, mọi người còn học ấy. Mọi người lại còn học, còn thích ấy. À bố? É la tona. Sim. La tona, tu favor. Tá ficar. À, anh Quyết đứng giữa một dàn mỹ nhân. Làm sao? Cô ba nè. Cô mù. Ta bị cá đẹp trai. À, anh Quyết đẹp trai. Ta bị cá đẹp trai. Đang đẹp trai. Betty, você fazer assim, depois tudo piu, vai estar aqui. Uau, ué! Piolo entra muito aqui, depois você come muito piolo. Ah, ué, piel! Bento também fora, né? É mentira. Mãe lại ăn với Phun à? Có ăn được với Phun không? Ăn với gạo, cơm. Ta mới Phun. Không phải. Cái nào phải nấu với lá. Lẩu với một loại lá. Có thể cái da cá. Cá lu lu. Cá lu lu nào? Cá lu lu không phải không không nấu được. Ui, cái này cá lu lu bao. 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 Olha de feijão quả. Também. Lá đậu này. Lá đậu. Ba abóbora là cái lá. À rồi rồi. À, tức là nấu canh đấy à? Bí ngô ấy. Rồi rồi. Là một dạng nấu canh. Vâng rồi. Ừ.
Cái này nấu một bữa là hết hả Isabel? Phải em? Cái này mình chỉ nấu được trong vòng một bữa thôi à? Không. Hay là có thể để được à? Nếu cái này to, cái nào một thôi. Ừ. Cái này dùng một hôm thôi à? Một bữa thôi. Người ta thích vào nhiều. Ngon hơn. Ngon hơn. Muito fino. Sim, tem que ficar mesmo fino. Rất là nhỏ luôn này. Yeah. Trời ơi, mịn luôn ấy. Chega, gente. Chega, Claudio. Ô, lá hết rồi đó. Cô đã tá apertando tudo. Tam já coisa acabar. Thế này đã chấm cho anh Quyết được bao nhiêu điểm? Hả, Isabel? 10 điểm. Anh Quyết. Anh Quyết. Chín luôn. Chín luôn cái gì? Cô giáo Isabel chấm đắt. À thế bây giờ Isabel nói xem là tại sao chỉ được 9 mà không được 10. Tại vì một điểm đều là anh phải tống tốn tốt. Nhưng chị này, em này giải thích cái thôi. Tức là anh ấy làm vẫn chưa đủ độ à? Tức là 9 điểm là cao nhất rồi. Không phải cao nhất. Không phải cao nhất. Thành ra là... Tại vì là dã nhuyễn nhuyễn quá, trừ đi 1 điểm. Vâng. Nhưng mà anh chăm chỉ tầm 9 rưỡi. Chăm chỉ 9 rưỡi. Chăm chỉ 9 rưỡi.